Mới đây, hàng trăm con rơi quạ hay còn gọi là cáo bay đã đồng loạt rơi từ trên cây xuống đất và tử vong, nằm chồng chất quanh những gốc cây ở New South Wales, Australia. Nguyên nhân là do thời tiết nắng nóng kéo dài khiến cho chúng chết vì mất nước. Khi nhiệt độ tại bang New South Wales, Australia tăng trên 44 độ bởi một đợt nắng nóng, hàng nghìn con rơi quạ hay còn được gọi là cáo bay đã rơi xuống đất và tử vong. Các chuyên gia cho rằng số lượng rơi chết sẽ tiếp tục tăng do nhiệt độ vẫn ở mức nguy hiểm. Thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề nhất ở Richmond Valley là Casino. Những bức ảnh được chia sẻ rộng rãi trên Twitter cho thấy hàng trăm con rơi với sải cánh khoảng 1 mét nằm bất động trong các bãi đỗ xe và khu vườn. Mùi thối từ những xác rơi bao trùm toàn thành phố khiến giới chức y tế phải ban bố cảnh báo về nguy cơ nhiễm bệnh. Mặc dù vậy, nhiều người yêu rơi vẫn vào rừng để cứu những con rơi sống sót. Họ phun nước lạnh để giúp chúng chống nóng. Được biết, những con rơi chết đều là loài cáo bay đầu xám, một trong những loài rơi lớn nhất ở Australia với sải cánh dài hơn 1 mét.